Audio Jungle. Ok, cặp tà đạo đi chừng trị tà đạo thôi nào. Mình phải thay trời hành đạo đi trị mấy thằng nào đi có mẻ đó. Ok, bước lên. Này mẹ áp phê hoài. Cái vãi trưởng. Đâu, để coi cầm deck top 1 đánh nó như thế nào nào. Đây là deck của thằng top 1 hiện tại này. Để coi đánh như sao. Azi với Lucian hả? Ok luôn, để gặp deck giống nhau. Ui, gặp David Farm các bạn thì về. Gặp David Farm. Ok luôn các bạn ơi, thì mẹ trở về xem tôi gọi đã biết phạm này thì mẹ. Trời ơi. NANI? Thay trời hành đạo đi chị với thằng nào bị cố mày đó. Cho tôi hai tuyết tờ phê này tôi khóc rồi đó. Khóc từ chó luôn rồi đó. À, bài gì thế này? Cho là 3 mana chơi bài với. Hay go. Khổ lắm luôn á nha. À coi như là mấy lượt không được chơi game luôn. À may quá, có bài chơi được này. Cũng nó cũng cho mình bài chơi game. À đã biết phạm mày sợ tôi gì thì mày biết phạm chùm sỏ đấy. À đã biết phạm mày đấm tôi như con luôn đó mày không? Giỡn. Ôi đấy mẹ lại là bài trùng nhau à. Ờ à, cầm đấy giống nhau ra bài thì mẹ nó cũng giống nhau nữa. Tắt là mái nồi. Daylight warms the heart and lights the way. Devotion through battle. Back heretic. What the fuck? Thì có mẹ cái nồi gì vậy bay ơi, ổng ra tuyết tập phơi luôn mẹ chắc cười ỉa này. Bộ má. Cái gì trời. Pablo's been down. But his knee out. We were peaceful once. The brighter my light, the stronger your shadow. Đập chết cổ đấy, khỏi nói nhiều các bạn. Sunlight guiding my brethren. Pablo's been down! Let his knee out! Ah!
Cái một cái lá ổng hiệu triệu ổng lấy lá gì? Biết rồi, tôi tập phay rồi. Sống không thở được. Should have stayed home, pal. Bỏ lượt là bỏ lượt là chết bỏ luôn á. Thấy không? Đẹp quá phê ta. Blue as the serpentine. Hai con áp phê, mình cho con áp phê nào cơ.
Á, đi mẹ để ngu chưa? Á, để con cá bên này chứ nó có hút máu mà. Ông chó ghê. Mẹ con đánh đéo hút máu nó. Thật kệ. À, ngáo mà lìn thì mẹ thề luôn đấy. Ngáo ơi là ngáo các bạn ơi. Bốc bài chán đời thế này. Má chán đời lắm luôn quá trời. Đâu má. Xin con Aphelios đi mà, đủ má đan để luôn á. Má, bây giờ nó mới chịu ra ấy. Kỹ và lìn. Thank you.
Can I paint you? Oh, you're interesting. Their scent travels in the night air. Embrace the night, Aphelios. Hình như hết bạch tuộc rồi đúng không ta? Mình đéo nhớ mình còn bạch tuộc không được các bạn. Cái lục má lỗi quá ta. Là cái gì bây giờ ta? Says I don't share. Má, game cuối thì mẹ đánh quả game cuối hết mẹ cả tiếng đồng hồ thì mẹ đó. À, có hớt các bạn, đấm lên bắt con này là phí các bạn. À, có hớt á. Yeah, boy.
Thấy không? Này đấm lên đâu có lá gì cả nó đâu. Là lòi lồng. Các bạn thấy chưa? Còn tình huống Ablay từ Kudo thấy chưa? Trời ơi, mẹ quả game khổ và lý. Dễ. Đây có mẹ quả đâu gáy dễ đi mẹ. À đây, đánh quả game mà tao thật cho muốn tụt áp luôn á. Muốn tụt đường áp luôn đấy, đùa đi mẹ. Mà quá đen rồi, quả game đuối quá. Thôi, đi ngủ được rồi. Mẹ quả vui vẻ rồi.